tất cả quý vị. Ngày hôm nay thứ bảy 22 tháng 1 năm 2022 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do tại tiểu bang New South Wales. Chúng tôi hân hoan chào đón tất cả quý vị đến tham dự buổi lễ khánh thành tượng đồng của hai cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là cố tổng thống Ngô Đình Diệm của nền đệ nhất và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của nền đệ nhì Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi bước vào buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý vị đứng đây để làm lễ chào quốc kỳ của quốc Việt. Tất cả chú ý, lễ chào quốc kỳ quốc Việt bắt đầu. Thank you.
chấm dứt. Kính mời quý vị an toàn. Để chuẩn bị cho phần cắt băng khánh thành hai tượng của hai vị cố tổng thống của chúng ta, chúng tôi kính mời ông Phạm Văn Thông, cô Huỳnh Nguyễn, bà Kết Hoàng và ông Huỳnh Xem lên cắt băng khánh thành. Xin quý vị chuẩn bị các bạn. Và bây giờ mời quý vị quay lưng để hướng về phía bàn thờ cũng như tượng nhị vị cố tổng thống. Thưa tất cả quý vị, trước mặt quý vị là tượng đồng của hai cố tổng thống của chúng ta, tổng thống Ngô Đình Diệm và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Xin quý vị một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng thành quả của chúng ta trong ngày hôm nay. Và bây giờ bốn người đại diện cho cộng đồng cũng như đại diện cho ủy ban sẽ thắp hương để kính nhớ những công đức của hai vị lãnh tụ quốc gia của chúng ta. Chúng tôi xin mời quý vị đứng tại chỗ và xin mời thêm Thượng tọa Thích Phước Long lên để cùng cắt bánh để ăn mừng cho thành quả của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời quý vị quan khách cùng cắt băng, cùng cắt cố bánh cho ông Lê Nguyễn tặng cho ủy ban trong ngày kỷ niệm hôm nay. Đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị tất cả thành viên của ủy ban xây dựng tượng của hai vị cố tổng thống. Thứ nhất chúng tôi xin mời ông Phạm Văn Thông là trưởng ban. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Liên Nguyễn là phó trưởng ban. Ông Nguyễn Văn Đức, pháp danh Thanh Hậu, cũng là phó ban. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Lê Văn Thái là thư ký của ủy ban, ông Nguyễn Hữu Lợi là thủ quỹ của ủy ban và các ông Tạ Văn Chức, Phạm Đình Dương, Mai Huy Lượng, Trần Văn Toàn và ông Đỗ Trung Chu cùng chúng tôi là ủy viên ở trong ủy ban này. Trước hết chúng tôi xin mời ông Nguyên Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang New South Wales tặng giấy khen đến cho tất cả các thành viên trong ủy ban. Kính thưa ông Quân Hữu Nguyễn, cựu chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang New South Wales, cô Kết Hoàng, phó chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales và hiện bây giờ là chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu, ông Huỳnh Văn Xem, xử lý thường vụ Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang New South Wales. Kính thưa toàn thể quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể, các tôn giáo, các cơ quan truyền thông Việt ngữ, quý vị liên huynh trưởng, quý nhân thiên hào nhân sĩ, quý đồng hương,
quý chiến hữu và toàn thể quý vị hiện diện tại hội trường hôm nay, xin thay mặt cho ban xây dựng tượng đài có hai vị tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Ngô Đình Diệm. Tổng thống Ngô Đình Diệm là người sáng lập ra nền đệ nhất Cộng hòa, và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là người kế vị nền đệ nhị Cộng hòa. Xin hân hoan chào mừng toàn thể quý vị hiện diện nơi đây. Thưa quý vị, thay mặt cho Ủy ban xây dựng, chúng tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể quý vị đã mở lòng, tấm lòng và đôi bàn tay để đóng góp tài chính cho công trình xây dựng rất là quy mô này, mà có lẽ trên thế giới chỉ New South Wales chúng ta mới thực hiện lần đầu tiên hai vị tổng thống cùng một lượt. Vì lý do kỹ thuật, việc thi hành cái công tác xây dựng này hơi bị chậm trễ, nhưng đến ngày hôm nay nhờ sự nhiệt tâm của các anh em trong ban xây dựng cũng như quý vị thành viên tự nguyện đã làm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng hai bức tượng ngày hôm nay. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta luôn luôn là người Việt Nam giữ nền văn hóa của Á Châu, của Việt Nam. Chúng ta luôn luôn nhớ công ơn những vị ân nhân đã cứu mang mình. Do đó, quý vị đã rộng tay đóng góp và chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ một cách rất là hoàn hảo. Sau đây tôi xin sơ lược một vài nét chính của hai vị tổng thống. Thứ nhất là Tổng thống Ngô Đình Diệm, người sáng lập ra nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, đã có công đuổi quân đội Pháp ra khỏi Việt Nam, thu hồi nền độc lập cho Việt Nam và xây dựng nền Cộng hòa Việt Nam theo mô hình tam dân, tức là dân tộc được độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, và theo có ba ngành riêng biệt, tức là hành pháp, tức là chính phủ và nội các, lập pháp là quốc hội, và tư pháp là tòa án. Ba ngành này đều riêng biệt, không có đặt chân lên nhau. Vì lòng yêu nước và nhiệt tâm của Tổng thống Ngô Đình Diệm, ngài đã xây dựng thành công Việt Nam Cộng Hòa theo mô hình mà ngài đã đề ra, đưa nước Việt Nam Cộng Hòa chúng ta trở thành một nước thịnh vượng và giàu có nhất vùng Đông Nam Á thời bấy giờ, mà các quốc gia bạn như là Singapore cũng rất ước mơ được bằng nước Việt Nam, do lời phát biểu của Tổng thống Đảo quốc Singapore là Lý Quang Diệu. Người thứ hai đó là vị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người kế nhiệm nền đệ nhị Cộng hòa, cũng vì lòng yêu nước, tài lãnh đạo đã đoàn kết được toàn dân, toàn quân và đã giữ vững được nền Cộng hòa của Việt Nam trong 9 năm ngài làm Tổng thống. Vì ngài đã đưa ra hai câu nói mà mọi người chúng ta ở Việt Nam ai cũng biết và nhớ đời, đó là Tổ quốc còn thì còn tất cả, Tổ quốc mất thì mất hết tất cả. Hãy xem những, hãy nghe, đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy xem những gì Cộng sản làm. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Bôn Duy Nguyễn là cựu chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales đã chấp nhận hai bức tượng của cố
hai vị tổng thống để đặt tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng để làm một di tích lịch sử cho các thế hệ mai sau. Và chúng tôi cũng cảm ơn ông Huỳnh Văn Xem là người đang xử lý thường vụ ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales cũng chấp nhận đặt hai bức tượng này và duy trì để làm di tích lịch sử cho thế hệ mai sau. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã đến tham dự đông đảo trong ngày lễ khánh thành hôm nay. Xin kính chào toàn thể quý vị trong tinh thần đoàn kết và xây dựng. Tiếp theo chúng tôi xin được kính mời ông Bô Huy Nguyễn, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales, người đã có tâm huyết và có ý chí trong vấn đề duy trì hai bức tượng này tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Xin mời ông Bô Huy Nguyễn. Kính thưa ông Huỳnh Văn Xem, chủ tịch hội đồng tư vấn giám sát. Kính thưa bà Kết Hoàng, chủ tịch cộng đồng người Việt do Liên bang Úc Châu. Ông Phạm Văn Thông, trưởng ủy ban xây tượng nhị vị tổng thống. Kính thưa quý đồng hương, đối với cá nhân chúng tôi, ngày hôm nay một ngày cảm động vô cùng, một ngày mà chúng tôi đứng ở trên đây để cảm ơn tất cả mọi người với tấm lòng chân thành nhất. Ông Phạm Văn Thông trong bài phát biểu có nói đây là hai bức tượng đầu tiên trên thế giới mà chúng ta có cùng một lúc mà đã được an vị ở tại cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Đây là một điều mà tất cả mọi người đồng hương chúng ta ở tiểu bang này đều rất là hân hạnh. Xin thân thật cảm ơn tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, vào tháng 4 năm 2018, lúc đó chúng tôi gặp chú Thông và anh Thái ở tại một function, và chúng tôi có nói ngay là cá nhân chúng tôi rất muốn cộng đồng người Việt tự do New South Wales tổ chức lễ tưởng niệm của hai vị tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. Thì quý vị cũng biết là trước đó những cái cuộc lễ cho nhất là tổng thống Ngô Đình Diệm là một thánh lễ. Nhưng tôi thiết nghĩ cái tâm huyết mà bảo tồn lịch sử Việt Nam Cộng Hòa không thể không có những cái buổi lễ tưởng niệm do cộng đồng người Việt tự do tổ chức ở tại trung tâm, quảng bá rộng rãi và phổ biến cho tất cả quý đồng hương đến tham dự. Vì cái lý do đó, cho nên tháng 11 năm 2018, cộng đồng chúng ta có cái lễ tưởng niệm của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Đó là lần đầu tiên. Và sau đó, cộng đồng, ban chấp hành cộng đồng tiếp tục tổ chức những buổi lễ tưởng niệm cho cố tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như Nguyễn Văn Thiệu cho đến năm ngoái là năm 2021. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 9 năm 2020 thì chúng tôi có nhận được một văn thư từ ủy ban. Ngày hôm đó chúng tôi vô cùng cảm động khi nhận được cái lời mời là có một ủy ban sẽ làm hai bức tượng đồng cho nhị vị tổng thống. Thưa quý vị, vào khoảng thời gian đó chúng ta đang sống ở đại dịch. Nhiều người cho rằng đây là một cái công trình rất khó khăn mà làm sao chúng ta có thể làm được trong một thời kỳ đại dịch như thế này. Thưa quý vị, 494 ngày vừa qua, đó là những ngày mất ăn mất ngủ của các thành viên ở trong ủy ban. Hôm nay chúng tôi xin cảm ơn tận đáy lòng mình ba thành viên có lẽ là mất ăn, mất ngủ trong 494 ngày vừa qua. Đó là ông Lê Văn Thái, ông Nguyễn Vi Túy và chú Phạm Văn Thông. Ba người này đã bỏ hết tâm huyết trong suốt gần 500 ngày mất ngủ để cho chúng ta có được hai cái tượng đồng này. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi muốn ghi nhận cái sự đóng góp rất lớn lao mà có lẽ là nhiều quý vị ở đây chưa biết đến. Đó là một cô luật sư trẻ, là trưởng nữ
của ông Nguyễn Vi Túy cũng là cái người mà đã kết nối được điêu khắc gia Jody Poli, một điêu khắc gia rất có tiếng tăm và nổi tiếng. Cô đã kết nối được và đã mang cái người điêu khắc gia này để chấp nhận và hoàn thành một cái công trình lớn như thế này. Xin thật cảm ơn luật sư Maria Nguyễn, trưởng nữ của ông Nguyễn Vi Túy. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một người khách mời mà chắc chắn là khi mà quý vị thấy hai cái bức tượng đồng này, quý vị hỏi là ai là người làm như vậy. Hôm nay rất hân hạnh chúng tôi có được ông Jody Poli, là người điêu khắc gia mà đã làm, đã chấp nhận và đã làm cái tượng, hai tượng đồng này cho chúng ta. Xin thành thật chào đón ông Jody Poli. Thưa quý vị, đây là bước hoàn thành của cá nhân chúng tôi cũng như ban chấp hành cộng đồng trong suốt hai nhiệm kỳ vừa qua, một chương trình bảo tồn lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Từ chúng ta bảo tồn tất cả những gì quý giá nhất mà hai nền Việt Nam Cộng Hòa để lại cho những người tị nạn cộng sản như chúng ta. Thưa quý vị, từ những buổi lễ tưởng niệm cho đến những hình di ảnh của hai tổng thống, và đến bây giờ là hai bức tượng đồng. Trên thế giới chưa bao giờ có hai bức tượng cùng một lúc ở tại một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng như thế này. Cá nhân chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý đồng hương đã cùng đồng hành với chúng tôi, đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cái sứ mệnh là bảo tồn lịch sử Việt Nam Cộng Hòa tại tiểu bang này. Xin thành cảm ơn quý vị. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin phép quý đồng hương cho chúng tôi nói một vài câu Anh ngữ để chào đón vị khách mời của chúng ta. Thank you, ladies and gentlemen. Can I acknowledge the presence of our special guest, Jody Poli, the director of Sydney Sculpture School. Jody, you want to say hello to everyone? Jody, to all of us, you are the greatest sculptor of all time. Thank you, Jody. You have accepted our project. You have commissioned it. You have delivered it in the most challenging time. Thank you so much. And 494 days since we commenced this project, people lost sleep over it. However, at the end of the day, great workmanship. We had two artisan bronze of our two presidents. For that, I deeply express our sincere gratitude on behalf of our community to you and your family for your great work you have done for our community. It's all been remembered. And according to what you said, it's going to be last 1,000 years. Thank you so much. Tiếp theo chúng tôi xin mời bà Kết Hoàng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang tại Úc Châu, phát biểu trước tất cả quý vị. Lời đầu tiên thì Cái Hoàng cũng phải xin cảm ơn đến ban tổ chức ngày hôm nay đã cho phép Cái Hoàng có mặt trong chương trình rất là long trọng và nghiêm trang. Cái Hoàng lời đầu tiên xin gửi lời chào đến ông Chủ tịch Huỳnh Xem và toàn thể các thành viên của Hội đồng Tư vấn và Giám sát. Cũng xin gửi lời chào đến ban xây dựng tượng, đến ông Paul Huy Nguyễn, hiện là Phó Chủ tịch Nội vụ của Cộng đồng Liên bang Úc Châu, cũng là cựu Chủ tịch của Cộng đồng Tự do New South Wales, quý hội đoàn, đoàn thể và quý đồng hương có mặt tại ngày hôm nay. Có lẽ khi nói đến hai cố tổng thống, chúng ta sẽ nghĩ đến năm 1963 và 1975. Đó là hai cột mốc lịch sử mà người Việt Nam Cộng Hòa sẽ không bao giờ có thể nào quên. Nếu như không có những biến cố, thì có lẽ Việt Nam vẫn là một hòn ngọc viễn đông và cuộc sống vẫn rất là thịnh vượng và ấm no. Nhưng ngày 30 tháng 4, 1975, mọi việc đã thay đổi. Để người dân Việt Nam Cộng Hòa đã phải bỏ nước ra đi, chúng ta tìm mọi cách vượt biển để đi đến con đường tự do. Và bất cứ nơi nào chúng ta đi đến thì có lẽ hình ảnh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và hình ảnh của nhị vị Tổng thống vẫn mãi mãi ở trong tim, và chúng ta vẫn luôn luôn vinh danh thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, nhị vị đã đóng góp cho sự phát triển
tồn tại và phồn vinh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong nhiều năm. Từ một thể chế quân chủ, chúng ta đã có được sự tự do và một nền dân chủ đích thực. Và hôm nay thì tất cả con dân Việt Nam Cộng Hòa đã có dịp vinh danh nhị vị Tổng thống tại ngay ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales. Và đây cũng có lẽ là lần đầu tiên trên thế giới mà chúng ta có được vinh dự này. Sau 47 năm, cần ngót 50 năm, có thể nói là đã hai thế hệ trôi qua, với nhiều thử thách và khó khăn, thì ngày hôm nay chúng ta đã toại nguyện, nguyện vọng của tất cả cộng đồng người Việt tị nạn trên thế giới đã được thực hiện. Và nếu chúng ta nhìn quanh căn phòng ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy được những hình ảnh rất là phồn thịnh, những công lao đóng góp của nhị vị qua những năm tháng, những năm tháng chiến tranh rất là khó khăn của toàn thể dân tộc Việt Nam. Và mai này, thế hệ con cháu, thế hệ hậu duệ khi bước vào ngôi nhà chung, chúng ta sẽ cảm thấy tự hào, chúng ta sẽ nhìn lại được những hình ảnh ngày xưa, một thời huy hoàng của Việt Nam Cộng Hòa, khi mà Cộng sản Việt Nam chưa có đặt chân lên đến miền đất của những người Việt tự do. Và có lẽ quan trọng hơn hết là Khái Hoàng cần phải gửi lời cảm ơn đến Ủy ban xây dựng tượng. Các chú, các bác đã hết lòng xây dựng và thực hiện kế hoạch này. Có lẽ đây không phải là một điều dễ dàng, và thế hệ hậu duệ ngày hôm nay vẫn còn phải đặt trọng trách này lên vai những người đi trước, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu trong thời chiến tranh và ngày hôm nay vẫn tiếp tục giữ vững ngọn lửa đấu tranh đó ở thời kỳ hiện tại. Khái Hoàng xin tiếp tục con đường đấu tranh và sẽ làm hết sức mình với tư cách Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu để giữ vững truyền thống tốt đẹp này và kết nối để cho thế hệ hậu duệ sẽ vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần đấu tranh, tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn. Tiếp theo chúng tôi xin được kính mời ông Huỳnh Xem, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Giám sát kiêm xử lý thường vụ Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang New South Wales lên phát biểu. Kính chào toàn thể quý vị. Thưa bà Khách Hoàng, Chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Liên bang Úc Châu. Thưa quý thành viên Hội đồng Tư vấn và Giám sát. Thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Thưa quý vị truyền thông, báo chí. Thưa quý hội đoàn, đoàn thể và quý đồng hương. Xử lý thường vụ, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales hân hoan chào đón toàn thể quý vị. Trước tiên, tôi xin cảm ơn ông Phạm Văn Thông, Trưởng ban xây dựng tượng đồng nhị vị cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã cho tôi có cái cơ hội lên đây để thưa chuyện cùng toàn thể quý vị. Xin cảm ơn Ủy ban xây dựng tượng đồng nhị vị cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã hoàn thành xuất sắc hai bức tượng mà 47 năm qua chưa có ai thực hiện được hai bức tượng này. Chúng ta cũng phải hãnh diện đã có hai vị tổng thống tư lệnh Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa cho Việt Nam. Việt Nam đã hơn 20 năm tự do dân chủ có tầm cỡ tại Đông Nam Á này. Tôi luôn luôn khắc ghi vào tâm khảm, không bao giờ quên được công lao cao quý của nhị vị cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Ủy ban xây dựng tượng đài tượng hình nhị vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã để lại một dấu ấn lịch sử tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng này, cho thế hệ mai sau vĩnh viễn ghi ơn nhị vị cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa khi họ bước chân tới vô trung tâm sinh hoạt cộng đồng là họ thấy ngay hai bức tượng của nhị vị cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đáng kính, uy nghi, vĩnh viễn tại nơi đây.
không có một thế lực nào có thể lay chuyển nổi được hai cái bức tượng này được. Một lần nữa. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn Ủy ban xây dựng tượng hình của nhị vị cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể quý vị đã có mặt đông đủ tại hôm nay. Trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, và bây giờ tới phần tri ân của Ủy ban của chúng tôi gửi tới những người đã đóng góp cũng như những người đã cộng tác vào công trình này. Thì trong phần phát biểu của ông Phố Huy Nguyễn có đề cập đến con gái của chúng tôi là một người đã kết nối với ông Jody để ký kết cũng như giao dịch để chúng ta có được hai bức tượng trong một cái mức giá mà Ủy ban có thể chịu đựng được. Vì vậy chúng tôi xin mời ông Phạm Văn Thông tặng giấy khen cho con gái của chúng tôi. Xin mời ông Phạm Văn Thông. Còn đứng tại chỗ. And now we would like to invite Mr. Jody come to say a few words. You have a flower. Sorry? You have flower. Thank you, Ty. Thank you for inviting me today, and it's a great honour to have been asked to do the portraits. The committee were very good to work with, and COVID threw a spanner into the works and delayed us for a few months. But I'm very honoured, and they will last for many, many thousands of years. So thank you. Như ông Bodhi vừa nói thì chúng ta tin tưởng rằng bức tượng này không chỉ tồn tại 100 năm mà cả ngàn năm, bởi ông ấy đã dùng tất cả những cái kỹ thuật tốt nhất để trong việc chế tạo cho chúng ta hai bức tượng ngày hôm nay. Một lần nữa xin quý vị cảm ơn và chào mừng ông Jody bằng một tràng pháo tay. Tiếp sau đây chúng tôi xin mời ông Bồ Huy Nguyễn và ông Phạm Văn Thông đứng lên trên đây để chúng ta trao tặng một số cái giấy ghi nhận để chúng ta cảm ơn một số quan khách cũng như một số quý vị đã giúp đỡ ủy ban của chúng tôi trong việc hình thành hai bức tượng. Trước hết chúng tôi xin mời Venerable Phước Long Xá Lợi. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Sonny Trần. Chúng tôi xin mời ông Sonny Trần. Xin quý vị nhận và đứng lại tại chỗ để vì chúng tôi muốn ghi nhận một cái hình ảnh đông đủ ngày hôm nay. Tiếp theo chúng tôi xin mời bác sĩ Nguyễn Văn Minh. Chúng tôi xin mời bác sĩ Minh đứng lại vì chúng tôi muốn quý vị có một cái hình ảnh đẹp cho ngày hôm nay với chúng tôi. Xin đứng tại chỗ. Chúng tôi xin mời luật sư Andrew Lee Lê. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông John Nguyễn. Tiếp theo chúng tôi xin mời một kỳ binh ở tiểu bang New South Wales.
Chúng tôi xin mời ông Lâm Mô của gia đình Quân Cảnh. Chúng tôi xin mời Hội Hậu Duệ Cảnh sát Quốc gia tại tiểu bang New South Wales. Chúng tôi xin mời bà Phạm Ánh Linh. Chúng tôi xin mời họa sĩ Tuấn Linh, người đã cộng tác trong các mô hình triển lãm ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời ông Lâm Xuân. Chúng tôi xin mời ông bà, bác sĩ Vũ Văn Hào. Chúng tôi xin mời con gái của ông bà Phan Văn Phước. Chúng tôi xin mời đại diện của gia đình Quốc gia Nghĩa Tử. Chúng tôi xin mời bà Tuyết có ở đây không ạ? Chúng tôi còn một số quý vị nữa, nhưng mà vì chúng tôi không biết quý vị có tham dự trong ngày hôm nay hay không, về chút xíu nữa sau phần dâng hương, xin quý vị gặp riêng ủy ban của chúng tôi để chụp hình lưu niệm. Chúng tôi xin hỏi có hội cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức không ạ? Chúng tôi xin mời bà Tuyết Bạch. Một lần nữa, thay mặt cho ủy ban chúng tôi, cảm ơn tất cả 47 quý vị, xin lỗi, 74 quý vị đã tham dự vào chương trình tạc tượng cho hai vị cố tổng thống. Nhưng rất tiếc một số quý vị ở xa không tới được. Vì vậy chúng tôi xin nhân dịp này gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Và chúng tôi mong có dịp sẽ gửi đến quý vị cái bằng tri ân này sau. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ tới phần dâng hương. Nếu quý vị nào muốn tỏ lòng thành kính và biết ơn đến hai vị nguyên thủ quốc gia của chúng ta, xin mời quý vị lên và ban tổ chức của chúng tôi sẽ đưa hương đến cho quý vị. Sau phần dâng hương, ban tổ chức của chúng tôi kính mời tất cả quý vị ở lại dùng tiệc với chúng tôi và tham dự phần triển lãm của họa sĩ Tuấn Linh ở phía bên trong. Xin cảm ơn. Sài Gòn ngày mưa hay nắng, Sài Gòn giờ.
trang tôi. Quý vị nào thắp hương xong rồi có thể tiến tới cái phòng sau này của đằng sau quý vị đó để nhận phần thức ăn mà ủy ban của chúng tôi đã lo cho quý vị trong ngày hôm nay. Thì ông ấy chào chúng ta, ông đi về và ông ấy hứa là sau một năm ông sẽ trở lại, ông ấy clean và làm đẹp tượng mà ông không tính tiền. Xin quý vị cảm ơn ông Jody.
sông lửa không...